Hoài và Trang Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Một quý vị đến với bản tin tối thứ ba ngày 17 tháng 11 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam và Philippines nâng tầm các quan hệ lên mức đối tác chiến lược. Tổng thống Barack Obama sẽ đặt vấn đề biển Đông tại thượng đỉnh APEC bất kể chủ tịch Trung Quốc có muốn hay không. Kính thưa quý khán thính giả, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris vừa gửi một bức thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama yêu cầu ông gây áp lực với các nhà lãnh đạo việt nam trả tự do cho hòa thượng thích quảng độ người được các tổ chức nhân quyền xem là một tù nhân lương tâm bức thư được gửi đến tổng thống hoa kỳ nhân dịp ông đến manila philippines tham dự hội nghị tổ chức kinh tế châu á thái bình dương gọi tắt là apec những người ký tên dưới bức thư nêu rõ là mặc dù Việt Nam đã mở cửa về kinh tế, nhưng vẫn nằm dưới sự cai trị của chế độ độc đảng, mà trong đó quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo bị hạn chế. Còn các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động nhân quyền, blogger lại liên tục bị đàn áp chỉ vì biểu đạt chính kiến của mình một cách ôn hòa. Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm nay 87 tuổi là người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho phép hoạt động. Vì những hoạt động tôn giáo của mình mà Hòa thượng Thích Quảng Độ phải chịu nhiều án tù cũng như giam lỏng. Dưới áp lực quốc tế vào năm 1998, ông được phép rời khỏi trại giam nhưng vẫn bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền viện tại Sài Gòn. Hôm nay Việt Nam và Philippines đã ký kết một thỏa thuận đưa mối quan hệ hai nước lên tầng đối tác chiến lược. Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino cho biết ông và Chủ tịch Việt Nam Trần Tấn Sang đã cùng trao đổi sự quan tâm đến những vấn đề phát triển liên quan đến hòa bình và ổn định khu vực. Hai bên đã ký văn bản quan trọng nói trên nhân lúc Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Tập cận bình cũng có mặt tại Philippines tham dự thượng đỉnh APEC. Hội nghị được nhắm tới các vấn đề kinh tế thương mại nhưng sự chú ý lại tập trung hầu như vào vấn đề biển Đông nhiều hơn. Hai nhà lãnh đạo Việt và Philippines trả lời phỏng vấn truyền thông rằng họ khẳng định sự cần thiết trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải cũng như hoạt động hàng không ở biển Đông. Thưa quý vị, vào ngày mai, hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra ở Manila giữa lãnh đạo của 21 quốc gia và các vùng lãnh thổ tự trị. Nội dung cuộc gặp được tập trung vào thương mại kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, tranh chấp Biển Đông, những vấn đề về khủng bố và tình trạng biến đổi khí hậu cũng sẽ là nội dung chính được lãnh đạo các quốc gia chú ý đến. Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino cho biết, ông và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã cùng trao đổi sự quan tâm đến những vấn đề phát triển liên quan đến hòa bình và ổn định khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đặt vấn đề Biển Đông trong nghị trình thượng đỉnh APEC tại Manila bất kể Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn hay không. Ngay sau khi chuyến phi cơ Air Force One đáp xuống phi trường Manila, Tổng thống Obama đã tới thăm tàu khu trục Chorio Fila của Hải quân Philippines như một động thái nhằm khẳng định tôn trọng cam kết quân sự giữa hai nước trong phát biểu tại cảng manila tổng thống hoa kỳ khẳng định rằng hoa kỳ có nghĩa vụ với đồng minh philippines theo hiệp ước giữa hai nước và ông có mặt tại manila lần này nhằm nhấn mạnh đến sự chia sẻ với manila về vấn đề tự do lưu thông hàng hải đang bị đe dọa cùng ngày hôm nay chủ tịch tập cận bình cũng đã tới manila nhưng không đưa ra một phát biểu nào Trước đó, ông Tập nói rằng vấn đề Biển Đông sẽ không được mang ra trong hội nghị thượng đỉnh APEC vì sẽ không giúp giải quyết được gì cho vấn đề. Cũng nhân dịp đến Manila tham dự thượng đỉnh APEC, Tổng thống Barack Obama thông báo Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm hai tàu cho hải quân Philippines như một động thái thúc đẩy tăng cường an ninh hàng hải cho các quốc gia Đông Nam Á. Hai chiếc tàu mà Tổng thống Obama hứa viện trợ cho Phi là của Hải quân Hoa Kỳ một chiếc là tàu tuần duyên us coast guard chiếc kia là tàu nghiên cứu hải dương đây là một phần trong kế hoạch viện trợ quân sự rộng lớn hơn của hoa kỳ nhằm hỗ trợ cho lực lượng hải quân toàn vùng đông nam á cũng tại thượng đỉnh apec các nhà lãnh đạo châu á thái bình dương lên tiếng bày tỏ về vụ tấn công khủng bố ở paris là mối quan tâm hàng đầu về an ninh và chính trị điều này làm cho những cuộc đàm phán về thương mại và kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh khu vực hàng năm đang diễn ra với hệ thống an ninh chặt chẽ ở philippines bị lưu mờ hẳn Tin AP ghi nhận được từ nội dung bàn thảo của cuộc họp, lãnh đạo của 21 quốc gia thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ đề cập đến vụ tấn công ở Paris trong một tuyên bố chung vào ngày cuối cùng của cuộc họp. Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào ngày thứ Sáu vừa qua là đề tài được nói đến đầu tiên khi mọi người gặp nhau tại APEC mỗi bộ trưởng đều chia sẻ thảm kịch đã giết chết 129 người và có lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân Như và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.